chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Từ Nhà Đến Trường trên Đài Việt Face TV với phần trình bày của bác sĩ Quỳnh Kiều. Chương trình này đã được thực hiện trên 40 năm tại miền Nam California trên các đài phát thanh cũng như là đài truyền hình. Và ngày hôm nay bác sĩ sẽ đến với chúng ta, nhưng chúng tôi có một chút thay đổi về cách làm việc, đó là trong mỗi chương trình chúng tôi sẽ có tiêu đề. Và tiêu đề ngày hôm nay liên quan đến việc bệnh tâm thần của những em thanh thiếu niên. Thanh Thảo có một bản tin sẽ gửi đến quý vị trước khi bác sĩ Quỳnh Kiều sẽ trình bày thêm. Nhưng trước hết cho Thanh Thảo xin được chào bác sĩ. Xin chào bác sĩ Quỳnh Kiều. Chào chị Thanh Thảo và các quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV. Thanh Thảo thấy có một bản tin rất là đáng chú ý trong tuần này liên quan đến bệnh tâm thần của trẻ em thanh thiếu niên trong cái thời đại dịch Covid-19. Đó là 47% phụ huynh tham gia một cuộc thăm dò ý kiến đã nói rằng đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến trẻ em. Và bản tin Thanh Thảo sẽ tóm tắt nó lại, đó là bậc cha mẹ hiện nay đang bày tỏ sự lo lắng về sức khỏe tâm thần của con cái của họ. Với việc là 47% những phụ huynh trả lời cuộc thăm dò ý kiến nói đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của con em. Và 17% nói rằng nó có tác động tiêu cực một cách rất nặng nề. Và đó là kết quả mới nhất từ một cuộc thăm dò ý kiến về nền tảng gia đình mới của đài CNN và Trung tâm Y tế Kaiser Family Foundation. Và gần một nửa số người tham gia cho biết họ rất lo lắng về việc con cái họ sử dụng rượu và ma túy và bị lo lắng và bị trầm cảm. Khoảng 3/4 những người dự thăm dò cho biết là họ lo lắng về việc con em tự làm hại bản thân hoặc là chịu sự cô đơn và cô lập liên quan đến đại dịch. Và những dữ liệu này cho thấy là mối quan hệ rất là chặt chẽ giữa cái bệnh tâm thần và cái đại dịch Covid-19, bởi vì cái thói quen bị thay đổi hoặc là nhiều thứ khác. Thì theo ước tính mới nhất, cái vấn đề đáng quan tâm là cứ mỗi 100.000 trẻ em thanh thiếu niên thì chỉ có 5 nhà tâm lý học trẻ em trị liệu cho trẻ em hoặc là những em mà gọi là vị thành niên thôi. Mà đây là con số cũng không chính xác, là bởi vì những cái nơi nông thôn tới 80% những cái quận hạt không có một nhà tâm lý trị liệu nào. Thì xin bác sĩ cho biết cái tầm quan trọng của cái bản tin này, nó chỉ ngắn gọn nhưng mà bác sĩ chắc chắn là phải biết nhiều hơn nhiều. Thì bác sĩ giải thích thêm. Gom vào trong đó nó có bao nhiêu những cái yếu tố và nó có bao nhiêu những cái vấn đề nó mở ra nhiều câu hỏi chúng ta phải giải đáp, và một số những cái vấn đề tất cả mọi người phải tham gia để mà tích cực trong cái vấn đề này. Thì cái vấn đề hiện giờ đó thì mới vừa xong, tôi đã tham gia một cái nhóm, nó kêu là cái work group, cái nhóm làm việc của Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ. Cái đó là cách Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ là một hội 67.000 hội viên, tức như là hội về nhi, bác sĩ nhi hay những cái người chuyên viên về nhi lớn nhất thế giới, và quan tâm đối với lại những cái vấn đề mà thay đổi ở trong môi trường cũng như là trong xã hội của mình. Và chắc chắn là cái vấn đề y tế như là vấn đề đại dịch rồi. Thì chúng tôi thấy đó là về cái vấn đề mà phát triển tâm lý tâm thần đó, có hai nhóm. Là cái nhóm mà phát triển tâm lý tâm thần sớm, tất nhiên là trẻ em từ lúc chưa sanh đã bắt đầu có những cái đặt ra những cái mầm, cái nền tảng để mà cái sự phát triển tâm lý tâm thần. Hai nữa, ở trong những cái tuổi trẻ có những bước gì mình có thể làm để giúp cho nó phát triển theo đúng chiều, không khác chi á là con em vì mình phải về cái phát triển thể chất, chiều cao hay là sức khỏe nói chung, bao giờ nó cũng có một cách tích cực bằng cách là mình phòng ngừa, không những là để không có bị bệnh mà là để mà mình xây dựng làm sao cho có tất cả những cái điều kiện tốt nhất để mà con em mình có thể phát triển trong cái chiều hướng tốt. Rồi hai nữa là đặc biệt là đối với lại tâm lý tâm thần đó, là khi mà mình xây dựng ra được một cái sự kiên trì và kiên cường, tất nhiên là đối với cháu mình, mọi người đều biết cả, hai cháu giống nhau và cùng lứa tuổi với nhau mà gặp những cái vấn đề thách đố, thì một em nếu mà gặp một cái núi, bây giờ mình lấy một cái khảo sát nó rất là dễ thương, là hai bé đó, hai bé 9 tháng thì nó biết bò rồi, thì nó bò thì khi nó bò cái tự nhiên nó gặp giống như là cái núi nhỏ nhỏ, thì là làm sao, có đứa nó gặp cái núi nhỏ nhỏ thôi nó ngồi xuống thì nó không có đi được nữa, khi nó thôi. Còn một đứa khác đó, kể như là trèo cái đứa luôn. Mà nó trèo thì không được rồi, nó đi chung quanh, nó kiếm cách, nó dò, nó đi dò, đi chung quanh. Thì người ta mới xem là có một cái điều kiện gì mà nó giúp cho cái em bé của mình, nó sẽ là muốn là nó đi vòng kiếm quanh. Cách nó đi vòng. Hay là nó làm sao mà nó khống chế để mà nó có thể nó thoát ra được những cái điều kiện khó khăn đó.
thì là tất nhiên là nó tự tin. Và ví dụ như ở đời không ai có thể mà làm sao che chở cho con mình, không có bị cái gì mà nó tiêu cực hết. Nhưng mà mình có thể là làm sao cho con em mình nó có cái tinh thần lúc nào nó cũng phấn đấu, nó bảo I can do it, làm được, bố mẹ ơi con làm được. Thì đó, nó từ rất là nhỏ mà nó có cái vấn đề là nó cũng là cái câu giải đáp cho mình. Bố mẹ đó, Việt Nam mình thì có dễ thương là mình lúc nào mình cũng muốn con em mình phát triển tốt nhất có thể. Nhưng mà mình sợ là nó sẽ hư. Nó sẽ hư là làm sao, bảo là nếu nó vừa với khóc một cái là mà mình tới mình ẩm nó thì mai mốt là mình chiều nó. Như vậy nó cứ đòi hỏi hoài, và như vậy nó không có độc lập được, và nó sẽ hại tới cái phát triển của nó. Thì xin quý vị, cái đó là sai. Mà nó sai, nó có cái bằng chứng rõ ràng. Ví dụ mà những cái bằng chứng đã có từ rất là lâu rồi. Quý vị có biết đó, là bây giờ là có những cái người mà người ta đi veteran, người ta là cựu quân nhân, ta đi đánh Iraq, người ta đi đánh Afghanistan vân vân, rồi họ về thì họ đã thấy rất là nhiều cái cảnh, nghĩa là đau lòng hay là phá hoại hay là chết người, thì họ bị cái vấn đề chấn thương tâm lý. Thì nhiều người như vậy họ còn không có sinh hoạt được bình thường, thì người ta cần có những cái con chó để mà sát với lại các vị cựu quân nhân đó suốt ngày. Thì những cái loại chó mà người ta nuôi á, để là nó có một cái sứ mạng, nó từ bé xíu á, là nó sẽ là trở thành một cái người hỗ trợ cho một người cựu quân nhân đó qua một cái quá trình đặc biệt. Tất nhiên là từ bé thì người ta kiếm cho dòng dõi nó tốt, nhưng thường người ta lấy cái loại mà nó kêu là Golden Retriever đó, Retriever, cái loại đó tụi nó rất là hiền và rất là sát cánh với lại cái chủ của nó. Và người ta lựa, khi nó mới sanh ra người ta lựa một số, thì sau đó người ta tách ra những cái con nào có vẻ đủ sức khỏe đó thì người ta phải giao cho một người cựu quân nhân mà đại khái như không có vấn đề đi, để cho chăm sóc em đó, bé đó, con chó đó. Tại sao chăm sóc mà bằng cách nào? Thì ngoài là cho ăn, thì chó thì người mình cứ nghĩ là ổn, lúc đó mắt nó chưa có thấy mấy tuần thì nó mới thấy đường, thì đâu có cần cái gì chỉ cho nó bú hay là cho nó ăn xong rồi mình lại đặt đó. Không, phải vuốt nó nhiều, phải là ẩm nó nhiều, qua lại. Là tại vì khảo sát nó cho thấy một cái con vật đó, cũng như là con người cũng thế, được vuốt nhiều thì nó sẽ phát triển một cái hormone tên là oxytocin. Cái oxytocin là cái hormone mà người mẹ sau khi sanh con đó tiết ra rất là nhiều, nó giúp cho con bú, nó giúp cho người mẹ đó có thể chịu cực được mà nuôi con. Tất nhiên là đó là tình thương. Yeah. Và một con chó nó dòm chủ người ta, người ta đo, người ta thấy oxytocin nó tiết ra. À. Tất nhiên ai bảo là chó nó không biết tình yêu, nó biết chứ, bằng cách là mình đo lường được những cái đó. Bởi vậy đó, chiều con đó, hay là chó con, hay là bất cứ cái loài vật nào cần cái oxytocin đó để mà nó phát triển, nó thông minh, thì cái con chó đó nó sẽ thông minh hơn. Và lớn lên đó, thì mình, chị Thanh Thảo có tưởng tượng đó, là bằng giờ mà con chó nó xong cái training đó, là có vài tháng là nó phải xong rồi, thì nó có thể hiểu được hơn 500 cái mệnh lệnh. Thì nó mới có thể giúp và hỗ trợ được một người cựu quân nhân đó. Tưởng tượng coi. Thành ra là bởi vậy đứa trong cái thời gian đó cần... khi não bộ nó phát triển kinh khủng, phát triển rất là nhanh, thành ra là bởi vậy phải có được tình yêu thì nó mới củng cố được cái sự phát triển não bộ. Sự phát triển não bộ sớm, nếu mà mình nghĩ lại, mình thấy con của con người mới sanh ra chưa biết làm gì cả, nhưng mà mỗi một giây đó thì có thể là có 25.000 kết nối thần kinh xảy ra một cái cách, nghĩa là mình nghĩ lại mình thấy không thể tưởng tượng được. Nó giống như là chuyện khoa học giả tưởng. Đúng. Chứ không phải đúng mà đó là sự thật. Đó là sự Cảm thật. Ơn bác sĩ đã giải thích rất là cặn kẽ chuyện này. Bởi vì Thanh Thảo biết là trong cái cộng đồng người Á Châu nói chung, hoặc là người Mỹ mà gốc Việt, thường thường cái thói quen giống như bác sĩ nói là các cổ lão sĩ rồi, xưa rồi. Mà chính Thanh Thảo ngày xưa cũng được khuyên, ngày xưa nghĩ là 40 năm trước, được khuyên là đừng có chiều con, đừng có ôm nó nhiều, tại vì ôm nó sẽ bám lấy mình và nó sẽ trở thành một cái đứa trẻ nó hay quấy nhiễu, nó hay khóc, hay là không có kỷ luật. Đúng rồi, không có kỷ luật. Thành ra những cái bà mẹ thời đó cũng chỉ có biết những cái gì họ được chỉ thôi. Rồi sau này đến những giới trẻ hơn, con cái của mình nó bảo là sai rồi mẹ, không đúng đâu, thì mình lại phải đi học lại và đọc lại. Thì như bác sĩ nói, khoa học tiến triển nhiều cho nên người ta phải có những cái thay đổi.
Và cái thay đổi như bác sĩ nói là quan niệm rất là quan trọng, đặc biệt ngay cả cái psychology. Thế Thảo có xem mấy cái khóa dạy ở trường Yale, đại học Yale ở trên internet đó, thì họ nói về những cái con khỉ mà được nuôi đó, nó cho một cái con người nộm là máy. Máy móc là chỉ cho ăn thôi, bấm vào đụng vào là nó cho ăn, cho bú sữa. Một cái con người nộm không có cái gì ăn hết, chỉ có hễ mà đụng vào thì nó ôm, nó cho vút ve. Và cái con khỉ con lúc sau này cứ đem con nào ra là con đó nó cứ ôm cái người nộm mà vút ve, chứ nó không cần thức ăn. Chứng tỏ không phải là không cần mà nó không chuộng. Cái con thức ăn, tức là thức ăn là nhu cầu để sống. Nhưng mà cái con khỉ nó đã muốn, nó phải được vút ve, thì cái suy nghĩ như bác sĩ nói, thầy Thảo nghĩ là phụ huynh thời này nên làm theo. Bởi vì nó được có cái sự backup, có cái sự hỗ trợ của những cái khoa học và khoa học tân tiến, chứ không phải khoa học cách đây 40 năm. Có bằng chứng đàng hoàng. Vấn đề thứ hai á, là ngoài cái vấn đề là mình theo cái chiều hướng đó mà mình sẽ thay đổi một số những cái quan niệm mà nó sai đó, để mà mình làm sao mình tác động từ lúc các cháu rất là còn nhỏ. Vấn đề và mình tạo ra cháu có cái phát triển được cái tinh thần là các cháu sẽ có một cái sự kiên cường, để mà khi gặp stress á, thì cháu vẫn có thể mà xử lý được và cháu vẫn có thể tự tin được. Cái vấn đề thứ hai đó là người ta thấy đó là trong những cái trường hợp mà bị stress rất là căng, mà căng liên tục, cái là dây nó căng liên tục chứ không phải căng rồi là đỡ rồi giảm rồi lại có, thì giờ để mà reset lại và để lại căng nữa, thành ra trong trường hợp đó nó gãy một số những cái kết nối, làm cho trong cái trường hợp đó bé nó sẽ phản ứng đối với lại những cái stress một cách khác. Thay vì là ví dụ như tại quý vị thử nghĩ coi, có những, nhất là nó tăng cường ở những cái em mà bị tự kỷ, tất nhiên là hơi nhu cầu đặc biệt một chút đó, thì các cháu đó, đó thì cái vấn đề phát triển cảm xúc nó hơi bị chậm đi, thành ra trong trường hợp stress nó không muốn nghe gì hết, nó rụt lại. Nó cũng giống như mình đã nói lần trước là đối với lại COVID đó, có những người họ nghe nhiều rồi, cái này cái tình trạng cả toàn quốc thế giới nó căng thẳng quá, sau đó họ rụt lại không có nghe bất cứ cái gì. Tất nhiên là cái đó là cái phản ứng của trong lúc mà mình bị stress, và như vậy là nó có bị cái tổn thương nhỏ hay lớn gì đó của cái hệ thống, nó kêu là hệ thống limbic. Tuy nhiên là khi mà mình bị stress, nó tấn công cái phần đó và nó làm cho mình không có phản ứng theo một kiểu hợp lý nữa, và mình sẽ hoảng và mình sẽ dễ đưa đến những cái vấn đề tâm lý tâm thần là như vậy đấy. Trở lại với cái vấn đề về thời COVID vừa qua, 2.5 năm vừa qua, có rất nhiều người bị khủng hoảng. Như bác sĩ đã nói, phụ huynh nên giúp con, để ý tới con làm cái gì trong nhà, nhất là những cái thói quen các cháu thay đổi, để mà mình phòng ngừa kịp thời, hoặc là đưa các cháu đến những chuyên gia mà họ có thể có được, hoặc lấy bác sĩ của các cháu để bác sĩ khuyên là nên đưa đi đâu. Nhưng mà có những cái trường hợp là nếu người phụ huynh không có kiến thức thì làm sao thưa bác sĩ, hoặc là có kiến thức nhưng mà lại không có giờ. Rất nhiều người gặp khủng hoảng trong thời kỳ buổi lạm phát như thế này, nhiều người phải làm thêm một công việc, một nửa công việc nữa, tức là làm một việc rồi làm thêm một cái gì đó ở nhà, hoặc là đi làm thêm nửa buổi nữa để cho có đủ tiền chi phí. Thì với những người đó, bác sĩ có những cái chương trình nào để giúp cho họ, chẳng hạn như cuối tuần hoặc là một tháng một lần, để họ có thể tìm hiểu thêm không, hoặc là sách ở đâu hay không? Cảm ơn chị Thanh Thảo nhắc về cái vấn đề đó. Bây giờ mình, nếu mà mình, cái hoàn cảnh nó không cho phép chúng ta nhiều thời gian, nhưng mà mình, cái thời gian mà nó có chất lượng thì nó còn quan trọng hơn đó, là thời gian nó dài. Có những cái người ở suốt ngày bên cạnh con nhưng mà không có giao tiếp, cũng không biết con mình thích cái gì, cũng không có để ý thực sự ra tập trung vào con. Tuy nhiên nếu thời gian ít thì cái thời gian đó nó phải tuyệt đối. Tuy nhiên là sao? Bỏ cái cell phone đi, nói là bây giờ trong một cái tiếng đồng hồ đó là mẹ là người của con, thì bây giờ con muốn hỏi con hay là bất cứ làm những cái gì, nhiều khi hỏi nó không nói thì mình làm cái việc gì chung với nó. Mình rủ em, thì các cháu ở cái, các cái lứa tuổi, nhất là nó từ trẻ và nó lớn lớn lên, luôn luôn nó thích được trao những cái trách nhiệm và được làm việc cùng với mẹ. Nếu mà đến giờ phải nấu ăn thì cùng nấu ăn với nhau, mỗi một người có một phận sự, rồi đang làm thì cứ nói chuyện. Chính những cái cách đó nó làm cho, khuyến khích cho các cháu mà cởi mở ra và nói chuyện dễ dàng nhất khi cùng làm với nhau. Cái đó là một chuyện. Cái vấn đề thứ hai đó là khi mà cái vấn đề giao tiếp nó quan trọng hơn
là cái vấn đề mà nếu mà mình không được cái mà 100% là mình ngay bên cạnh và hai người giao tiếp với nhau, cùng nấu bếp hay cùng làm một công việc với nhau, mà mình ở xa đó thì nhiều khi mình phải nói theo kiểu nói là bây giờ mình nhắn tin hay là mình FaceTime một tí, thay vì là nếu mà mình có mình ôm được thật lâu thì mình cứ nhẹ nhẹ nhưng mà ngắn thời gian mà nhiều lần. Tất nhiên là nếu cần đó để mà nhắc cho mình, tại vì nếu mà mình làm việc mà nó mình quên ấy, thì để một cái gì để mà cái alarm nó nhắc mình đi vào. Cái phone của ai cũng có alarm hết bác sĩ. Đúng rồi, ai cũng có alarm. Alarm tình cái để vào thì, phone là chắc cả. Thì đấy, để nhắn mình là mình liên hệ với con mình để xem con làm gì. Ví dụ mình biết thời khóa biểu các cháu, mình biết là cháu về rồi, thì là bây giờ là mình sẽ tìm hiểu bảo sao con về đó. Thay vì mình có mặt thì là mình có thể là điện thoại cho cháu, hay là nhắn tin một tí, hay là FaceTime một tí. Bao nhiêu những cái việc gì mà liên hệ tới kỹ thuật mà nó có thể nó giúp cho hạnh phúc gia đình hơn thì mình cứ sử dụng đi. Thực sự ra đó, người phụ nữ Việt Nam mình có rất là nhiều đức tính, nhưng mà nhiều khi cái đức tính đó nó lại cản trở. Là vì tại sao mình giỏi quá, đâm ra cái người chồng của mình họ không có chỗ họ đứng. Tôi có một trường hợp một em á, thì là nó đang bị depression và nó bị trầm cảm. Và như vậy đó, mẹ nó đem tới và mẹ nó nghỉ để mà cái bữa đó chiều đem tới. Thì tôi rất thích là vì trong trường hợp này thường thường gặp như vậy, tôi sẽ nói chuyện với lại người mẹ riêng và đứa bé riêng và trẻ riêng. Sau đó đó, thì sau khi nói chuyện hai bên đó, thì tôi nói với cháu là bây giờ bác sĩ thấy như vậy đó. So bác sĩ hỏi bây giờ bác sĩ có thể share với mẹ con không, hay là nói chuyện chung để mà xem có những cái vấn đề gì mà mẹ rất là quan tâm để mà cùng làm việc với nhau để mà giúp hỗ trợ cho con không. Thì thường các cháu nó đồng ý hết, hay là lâu lâu nó bảo nói cái này, nói ABC nhưng mà đừng có nói chữ D. Thì là ok, thì mình cứ đồng ý đi đã, rồi là mình mời mẹ vô rồi hai bên nói chuyện với nhau. Thì tôi mới thấy là bà này á, trước khi bà ấy đi làm buổi sáng, bà ấy nấu cơm, bà ấy làm các cái hết, sắp đặt để tủ lạnh. Lúc về, đây là cái cô teen, thành ra là cũng biết mở tủ lạnh để hâm đồ. Bảo mấy giờ bố về? 4 giờ bố về. Thế 4 giờ bố về, thế là bố có ăn cơm với cậu? Nó, mỗi người đã ăn riêng, người ai về thì hâm đồ của người đó. Còn bố về thì bố lo đằng bố thôi, thì sau đó thôi, thì vậy đâu có được. Bà ấy, mẹ thì về trễ, mà cái chuyện nó không được. Bây giờ ông phải tham gia, thì phải cho ông cái giao cho ông cái công việc đó. Mà nếu cần đó thì tôi sẽ viết ra là thành là cái homework, là bây giờ mình nói là đối với con em mình đó là cần như vậy như vậy. Thì bây giờ mỗi một người phải ghi vào đó, mình lên chương trình, cái người này phải làm việc này, người kia làm cái kia, như là một cái team. Thì đừng có làm một mình, tất cả mọi người trong gia đình phải đóng góp, mà phải có một vai trò. Thời buổi này nó vậy, quý vị cũng biết, cái học hỏi, chương trình học hỏi bây giờ không phải là mình ngồi suốt mình coi quyển sách, nhưng mà mình học một tí xong mà mình lại làm homework, hay là mình làm một cái sinh hoạt gì đó, thì là cái đó là cái cách học hỏi, bằng cách là mình tham gia. Thì tất cả mọi người phải tham gia. Thì cái chuyện đó là tôi thấy đó là một cái phương cách rất là quan trọng. Giao tiếp nhiều và có thể ngắn hạn, nhưng mà làm nhiều lần, những cái, tất cả những cái phương pháp đó đều hiệu quả hết. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều về những phần trình bày của bác sĩ liên quan đến những cái triệu chứng hoặc là dấu hiệu của bệnh tâm thần, hoặc là trầm cảm, hoặc là cô đơn cô độc của thanh thiếu niên trong cái thời hậu Covid này, và để cho phụ huynh có thể tiếp tay cho các con, hoặc là ít nhất là chú ý những cái dấu hiệu khác biệt của các con để đem con mình đến tìm hiểu với bác sĩ riêng của mình. Và một lần nữa bác sĩ rất là đúng về cái thói quen của người phụ nữ Việt Nam hoặc phụ nữ Á Châu nói chung. Thì thưa quý vị, nếu quý vị đang là người rất đảm đang thì nên bớt việc một chút để cho cái người sống chung trong gia đình phụ mình một chút, thì nó sẽ hài hòa và vui vẻ hơn, và có khi đem niềm vui cho con cái của mình nữa. Ngoài ra tôi cũng muốn nhắc là nếu mà quý vị có những cái vấn đề thắc mắc đó, thì mỗi tháng chúng tôi vào cái thứ ba cuối cùng của tuần đó, thì chúng tôi có một cái nhóm hỗ trợ cho phụ huynh online. Yeah. Thì chúc quý vị có thể tham gia được bằng cách đăng ký vào cái link thế này. Vâng, quý vị xin vào cái link đang hiện ở trên màn ảnh để tham gia vào một chương trình một tháng một lần, hỗ trợ cho phụ huynh liên quan đến vấn đề trẻ em và tâm thần, tâm lý. Cảm ơn quý vị đã xem chương trình Từ Nhà Đến Trường kỳ này, và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.
Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.